Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày Tết, khi hầu hết mọi người đang sum họp đoàn viên cùng gia đình hoặc du xuân vãn cảnh thì những người lính Đài Quan sát Phòng không thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa vẫn đang bận rộn với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, canh giữ vùng trời của Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho quê hương, góp phần giúp mọi người mọi nhà được đón Tết trong không khí bình yên và niềm vui trọn vẹn. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi trước khi bước vào ca trực ngày Tết, các cán bộ chiến sĩ đài quan sát phòng không khẩn trương sắp đặt mâm ngũ quả, trang trí cảnh đào, cây quất, lập bàn thờ tưởng nhớ bác Hồ kính yêu, đưa không khí mùa xuân về với nơi này. Do đặc thù công việc, phải đóng quân ở độ cao 160 mét so với mực nước biển. Mặc dù biên chế rất ít, lại phải đảm nhiệm trực quan sát vùng trời rộng lớn thuộc phạm vi toàn tỉnh Thanh Hóa. Các cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn phải tập trung cao độ, bất kể ngày đêm, luôn dõi theo các hành động bay trên không của các loại máy bay, phương tiện bay qua vùng trời mặc dù không được đốt tết cùng vợ con và gia đình làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị nhưng anh em trong đơn vị vẫn chuẩn bị một cái tết đầy đủ và chu đáo quan trọng hơn hết là xác định rõ vai trò mục tiêu để hoàn thành tốt nhiệm vụ không để lọt mục tiêu bảo vệ bình yên cho quê hương cho nhân dân đốt tết lặng lẽ âm thầm bất kể nắng mưa rồng bão cán bộ chiến sĩ của đài luôn miệt mài với công việc vén mây để phát hiện mục tiêu từ xa, thông báo báo động cho các lực lượng tác chiến phòng không về các loại máy bay đột nhập đường không mà không có trong dự báo bay hoặc các phương tiện bay có hành động bất thường. Từng trinh sát viên của đài quan sát luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sử dụng thuần thục các loại phương tiện khí tải được trang bị, đảm bảo phát hiện mục tiêu một cách kịp thời chính xác nhất. Cán bộ nhân viên trên đài quan sát đã quán triệt đầy đủ và nghiêm túc mọi chỉ thị mệnh lệnh về công tác trực sẵn sàng chiến đấu của cấp trên. Ngoài ra đơn vị cũng chủ động tập luyện các cái phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị, các phương án quan sát để không bị động bất ngờ khi có tình huống xảy ra để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong cái dịp Tết cổ truyền 2024 cũng như trong năm 2024. Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh, điều kiện công tác và sinh hoạt của đơn vị đặc thù cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm động viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xa gia đình, xa những người thân yêu ruột thịt, nhưng ở đây họ đã coi đơn vị như gia đình thứ hai của mình và bên những người đồng chí đồng đội, họ vẫn có thể cảm nhận được không khí ấm áp của ngày Tết đoàn viên. Đài quan sát phòng không thì các ông chí cũng đã quán triệt tốt các cái quy định về trong quá trình trực trong dịp Tết bảo đảm vui xuân đón Tết và trực sẵn sàng chiến đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và trực quan sát phòng không trong cái dịp Tết để bảo đảm cho cán bộ và nhân dân là vui xuân đón Tết bảo đảm an toàn. Không khí mùa xuân đang tràn ngập đất trời, từng dòng người hối hả du xuân. Ít ai biết trên bầu trời xuân mênh mông vẫn luôn có những đôi mắt thần đang ngày đêm canh giữ bình yên cho vùng trời của quê hương đất nước.